Hello tất cả mọi người, hello. Lời nói đầu tiên cho Hùng Lý gửi lời chào đến cả nhà yêu thương trên kênh Sức Sống Mới và kênh Sắc Màu Sài Gòn Official nha. Với lại kênh Sức Sống Mới Official thì cũng như thường lệ thì mọi người hôm bữa giờ cũng thấy là kênh Sức Sống Mới thì có cập nhật về thông tin mỗi ngày buôn bán của bé hai, nhưng mà không quên là luôn có những cái clip từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tại vì Hùng Lý nghĩ là cái mùa này thì nhiều anh chị đã xem clip Hùng Lý làm từ thiện và anh chị đã đồng cảm và cảm nhận được những gì Hùng Lý làm đã chạm đến trái tim của anh chị, nên anh chị là luôn luôn gọi là đồng hành của Hùng Lý vô điều kiện, thực sự là đồng hành. Làm mọi người biết đó, đôi lúc là cứ gửi về rồi nói là chị em cứ làm theo ý em, nhưng mà mọi người thật sự là nếu mà những anh chị mà xem qua cái clip này thì sẽ hiểu được là dù anh chị nói như vậy chứ chưa bao giờ Hùng Lý làm theo ý Hùng Lý. Hùng Lý vẫn nói là anh chị ơi, em muốn làm theo ý chị, và khi em làm em cũng muốn nói rõ với chị là như vậy, chứ không bao giờ mà Hùng Lý mà gọi là tự ý làm, dù cho anh chị tin tưởng mình tuyệt đối luôn. Vì vậy là Hùng Lý cũng gửi đến mọi người là mấy ngày qua thì mọi người đã thấy là Hùng Lý có những cái clip đường phố phát bánh tét cho đường phố nè, rồi phát mỗi người 50.000 ở đường phố nè. Thì thời gian qua hôm bữa mọi người biết lại sao, lý do là Hùng Lý gián đoạn lại là ít có nấu cơm không đó, thì em Tèo đang nấu cơm nên là mọi người lại chuẩn bị chút xíu thì em sẽ nói về cái khâu này cho mọi người nghe đó. Thì mọi người thấy em mới nấu cơm tại vì em suy nghĩ hôm bữa giờ em cũng sợ là cái mùa dịch này nè, thì thường em đi phát tiền á, thì đi đến á, phát tiền thì nó sẽ gọn hơn, còn phát thức ăn á, thì nó thứ nhất là nếu mình đi buổi tối á, thức ăn là phải chở theo rất là nhiều, chở theo bao, thì khi dừng lại phát á, thì những người cơ nhở á, họ thấy đồ ăn mà chở bao là họ biết sẽ phát đồ ăn, nên họ sẽ gọi là nhao nháo lại để nhận á, thì nó sẽ bị mất trật tự. Bây giờ đâm ra hôm bữa giờ em phát tiền, nhưng mà hôm nay thì phát cơm trưa em cũng muốn thử lại nha mọi người nha, thử lại cái phát cơm coi nó có trật tự không. Tại trong mùa dịch đó thì phát cơm á, thì nó khác cái phát tiền, là lý do là mình để đồ nhiều ra như vậy nè, để cơm ra nhiều vậy thì các hoàn cảnh cơ nhở họ thấy thì dĩ nhiên họ muốn có cái phần ăn của mình, nên họ sẽ lợi. Để đó đi em, để đó đi đó, hết phần ăn của mình thì họ sẽ lợi, họ nhận, mà nhận thì ai cũng muốn được có, nên sẽ bị nhao nháo. Vì vậy là hôm bữa giờ Hùng Lý suy nghĩ rất là nhiều. Tại vì mọi người biết á, bình thường á em phát á, bình thường thì không sao, còn lên clip là cái vấn đề tế nhị, chỉ cần mà một chút xíu nhỏ nhỏ nào đó thôi bắt đầu là những người mà gọi là khó tính, là những người mà gọi là không thích mình á, họ nhắm vào cái đó họ nói hoài luôn. Vì vậy là đâm ra là hôm bữa giờ thì khi em làm cái điều gì em phải tính kỹ, thật là kỹ, là suy nghĩ là làm cái đó ra nó có trật tự hay không và nó có ổn hay không. Nhưng mà hôm nay thì có hai người anh đã ủng hộ, là anh cũng kêu nó là thôi khỏi nói tên. Thì trong cơm này thì nó không phải giống như là đi trao tiền cho một cái hoàn cảnh nào đó, nên không cần đọc tên nhiều, chỉ nói là hai người anh, là hai anh đã biết rồi. Thì hai người anh thông qua trên YouTube chắc cũng đã ai mà xem YouTube đã biết là hai anh đó đã bàn với nhau trên YouTube luôn là sẽ đồng hành cùng Hùng Lý. Thì một anh là 100 phần, một anh là 130 phần, là hôm nay là Hùng Lý sẽ bắt cơm trưa 230 phần là cơm cá dứa, vì anh thấy Hùng Lý với lại đi chim á mấy bữa nay là đang hai anh em đang hợp tác với nhau để buôn bán trong mùa dịch này. Thì anh thấy gì hơi anh ủng hộ khô cá dứa, thì sẵn đó thì anh kêu làm cơm luôn nha cả nhà nha. Thì cả nhà cùng em đi ra đây nha cả nhà, một anh là 130 phần, một anh là 100 phần nha cả nhà. Đó đó, thì hôm nay cá dứa của em á, khô cá dứa của em á gồm á, đâu chị vào có đồ gấp không chị vào, có cái đồ đũa cũng được, đũa là đũa sạch, là mượn này lắc lại đũa khác. Là mọi người thì đang bây giờ chuẩn bị, em Tèo đang cắt thì cơm chín thì em Tèo vô trong đó, em Tèo xớt cơm ra để bỏ vô thùng thì bị gián đoạn cái độ cắt. Thì em cho mọi người nè, một miếng cơm thì em có không phải làm mặt đâu nha mọi người nha, một miếng cơm gồm hai miếng khô và em muốn là kỹ một lát chiên xong. Thí dụ như miếng khô thì em tính em kể cả khô, không phải là khi chiên xong cái hai miếng khô các em để lên đâu, em sắp xếp thí dụ như cái phần đuôi thì lúc nào nó cũng bị thiệt thòi hết trơn đó, thì nó phần đuôi như vậy em chiên ra một em sẽ lựa là riêng về đuôi, thì một phần đuôi đó nó sẽ kèm theo một miếng thịt bự mập như thế này nè đó đó mọi người. Và thí dụ như một cái lượng nào chủ xương á, thì em lấy một miếng xương đó thì em kèm dưới lại một cái miếng thịt bự, thí dụ như một miếng thịt bự như thế này đó em kèm ấy, thì giờ nó gửi lên miếng sau lưng em bây giờ để riêng ra như thế này. Chứ nhiều khi mình không biết mình chiên lộn xộn á, cái mình gấp như vậy, cái mình gấp xương miếng này, cái mình gấp xương miếng này đi hợp cơm đó, thì nó sẽ người thì hai miếng bự và nẹt, còn người thì lại xương không. Nên lại nói với mọi người á, khi kể cả mà ra thành phẩm cũng vậy nữa, thí dụ như em làm đúng
cái số lượng mà anh chị giao cho em. Nhưng mà em cũng nói luôn là khi lên hộp cơm vậy nó phải kỹ càng nha chị vào với lại tèo hay là băm biên gì đó phụ em. Chị phải lựa cho em, ví dụ chị chiên sau một lát nè, cái nào đuôi chị chiên chị lựa ra một thao riêng, rồi cái nào lượng xương chị lựa một thao riêng để một lát mình gấp được, mình gấp nó không có bị bể thịt là miếng nạc, miếng xương, miếng nạc, miếng đuôi. Chứ nhiều khi chiên mà bỏ chung vô hết á, cái mọi người lựa, mọi người mệt quá làm biếng á, cứ gấp đại hai miếng, thì hai miếng thì có người lại được hai miếng nạc bự, có người lại thì xương không. Vì vậy làm cái gì cũng vậy hết trơn đó, đã anh chị đã giao cho mình rồi thì mình phải làm, phải đặt cái tâm vào đó để khi mà đến tay người nhận cơm á thì họ cũng đồng đều với nhau, chứ không phải là có sự chênh lệch qua cái sự làm biếng của mình. Mà có người thì hai cái miếng hộp cơm trời chất lượng quá, ngon quá, người thì lại ăn vô toàn là xương với đuôi không đó nha cả nhà nha. Thì hiện tại là chị Giàu đó, thì cơm của em hôm nay gồm có chị Giàu á đang lặt đậu đậu que đó nha cả nhà. Thì em làm giờ này thì tầm là chuẩn bị là bây giờ là cơm em tèo đã nấu rồi, thì một lát là chỉ là lấy cái chảo và chiên khô vô, thì tầm em nghĩ là tầm khoảng 11 giờ thì em xong, thì bắt đầu khoảng đưa ra là khoảng 11 giờ 10, 11 giờ 15 là đúng giờ cơm trưa. Thì qua mấy cái clip kia em nói với mọi người á là thí dụ mà ai nói Hùng Lý ơi chị muốn đồng hành với Hùng Lý nấu cơm cho những hoàn cảnh cơ nhỡ, thì anh chị sẽ không bao giờ mà nói là sẽ phát vào giờ nào hết trơn đó. Nhưng mà em tự sắp xếp, thí dụ như em thấy là chị muốn đồng hành với em là cơm sườn bì là tự em sắp xếp em làm buổi sáng, là đúng là cơm tấm là buổi sáng nha mọi người. Còn hai anh này nói là ủng hộ em mà cơm khô có dứa thì anh không có nói phát giờ nào hết, mà em có em trời hết hồn tèo, em tự ý em phát buổi trưa luôn, tại vì em nghĩ là cái phần cơm như vậy là ăn cơm trưa là đúng nhất, khô cá dứa và đậu que này là ăn vào buổi trưa. Dạ thì lúc nào mọi người cũng thấy là khi mà chuẩn bị mà gọi là cái khâu mà phát đó là em đều có một cái clip, gọi là cái clip gọi là cái lúc mà gọi là mình làm á, thì lúc nào cũng có cái clip để gửi đến cho mọi người thấy là cái lúc làm như thế nào và thế nào. Tại thường thường là khi mình hello tất cả mọi người. Hồi nãy giờ mọi người đã thấy là khi mà khô tụi em cắt ra rồi chị vào, lúc chị vào xào đậu que nè, đậu que đậu đũa chung nè, rồi em tèo chiên khô, thì bây giờ em vào phía trong, em muốn cho mọi người nhìn thấy được là khi cái hộp cơm ra thành phẩm rồi sẽ như thế nào nha cả nhà nha. Cả nhà cùng theo em vô trong nha cả nhà. Cả nhà ơi, nếu một lát có công chiếu cái clip này mà còn cả nhà mình có xem á, thì cả nhà mình nhớ là khi cái clip này công chiếu xong thì tầm khoảng 10 phút, 5 phút nữa là cái clip này xuống á, mà vừa mọi người vừa xem dứt á là em sẽ trực tiếp live stream khi phát cơm luôn nha cả nhà nha. Vô tèo, em bưng hai cái này vô luôn đi tèo. Em bưng hai cái này. Đây là Bambin đang vô hộp cơm nha cả nhà. Chị Giàu thì đang vô đậu que, tại vì mà biết sao không, thì cơm á này á, đậu que thì tụi em không thể nào tụi em bỏ chung vô được,
vì lý do là đậu que thì em xào dĩ nhiên là phải có chất dầu với lại nó ra có chất nước á, thì khi bỏ vào chung với lại khô á thì là khô nó sẽ bị mềm, nên là em khi chị vào đã ra một cái bịch đậu như thế này cho cả nhà, đồ xào bịch đậu như thế này. Dạ đó, mở bịch đậu như thế này, nhưng mà khi lên hộp cơm á thì em sẽ bỏ chung cho mọi người để mọi người cảm nhận cái hộp cơm nó ngon như thế nào. Bây giờ Bambin nè, bây giờ em nói cho mọi người nghe nha, cho cái đồ gấp, em mở cái đồ gấp cái chị vào, giờ lấy đũa đi, em mở cái lớp đũa cái chị vào. Thì á đây là mọi người nhìn nè, em lửa là kỹ, để đây là thấy đây là bên đây là những cái miếng bự, bên đây phía nẹt nha cả nhà, bên đây là phía xương. Tại vì á khi mà em sợ bỏ chung á cái mình xóc khô lên nó sẽ bị gãy, nên em để xương riêng. Thì á em không phải là làm mặt mà em chưng lên hộp cơm em lấy hai miếng nẹt cho mọi người thấy ngon đâu, em làm đúng là cái hộp cơm em sẽ lựa như vậy nè Bambin. Ví dụ như vậy đi, một miếng ở đây là mọi người nhìn là miếng đuôi và miếng thường thường con khô cắt ra, thì dĩ nhiên nó phải dính một miếng xương và một miếng nẹt, thì em sẽ lựa đều như vậy để em gấp một miếng xương nó dính vừa có xương vừa có nẹt, thì bên đây là sẽ một miếng nẹt không nha cả nhà nha. Đó thì bây giờ này em gấp một miếng này bên đây, ví dụ như một miếng này thì em sẽ kẹp một miếng bên đây nữa, thì hộp cơm nó sẽ ra thành phẩm như vậy nè mọi người. Đó bây giờ bên đây nè, em lựa miếng mỡ đi ha, cho em lựa xíu nè, nó sẽ ngon lên, mọi người sẽ nhìn hấp dẫn đây. Rồi là thường hộp cơm nó sẽ ra như vậy nha cả nhà nha. Rồi chị vào cho em miếng đậu vậy, rồi lát em cái này là em không có bỏ lên chung, em sợ vào bỏ nha. Cái cộng là đúng như cái bịch đó đó. Ừ, cái bịch đó sẽ ra được như vậy. Bây giờ gấp cái bịch sao? Đó. Cái bịch nó vậy phải không? Một bịch thường nó ra được như vậy đúng không? Nó bịch đậu. Vàng ngon lắm nha mọi người, do thơm lắm. Tại vì không có mọi người ở đây. Đây là hộp cơm khi mà em gửi đến tay người nhận nha cả nhà. Đưa đây thấy đây. Bây giờ quay thấy đứng ở đó đi chứ nói chuyện nghe mà. Đó thì bây giờ bắt đầu rồi. Em Bambin vô. Đó lựa một miếng bên đây, một miếng bên kia. Nè, em lựa miếng nẹt. Không, em sai rồi đó. Cái miếng kia thành cái miếng xương bỏ qua bên đây. Tại phải có miếng bự nè, cái miếng nhỏ kia kìa. Đó, phải kỹ. Ừ, nó đưa qua bên đây, em đưa thành qua bên đây nè. Cái miếng nào mà nhỏ em đưa vào bên đây thì bên đây một miếng bự, một miếng nhỏ cũng một miếng xương bên đây, hiểu không? Đó. Đó một miếng vậy, rồi đừng có lựa nữa, em lựa một miếng là miếng bên đây. Ừ đó vậy đó nha mọi người. Đó thì nói chung là khi làm cái gì thì em cũng kỹ là từng hộp luôn, mất công rồi. Khi mình làm ra đó cái mình không kỹ đi, chỉ cần một hộp thôi thì lỡ mà người nhận lại á thì chúng cái hộp đó nó không có điều á thì sẽ ảnh hưởng luôn cả những cái hộp kia. Vì vậy là cái hộp cơm em sẽ ra là như vậy nha cả nhà. Đó thì mọi người nhìn là một con khô á thì tầm 6 lạng, tại con khô không bao giờ mà ra hai con ra được 1 kg hết đó. Tầm 6 lạng thì một 6 lạng đó em ra được là 4 hộp dương miếng thì 1 kg khô á thì em ra khoảng được là 9 hộp nha cả nhà nha. Đó, rất là ngon luôn cả nhà, nhìn thấy không? Rất là hấp dẫn luôn nè. Thực chất là mọi người nhìn thôi, nhưng mà khi mà đến tay người dùng đi nha, em bảo đảm những người dùng á sẽ cảm nhận là mình có một buổi trưa ăn rất là ngon luôn. Đó thì nhất là trong cái mùa mà gọi là mùa dịch như thế này nè, mà có những nhà hảo tâm và các mạnh thường quân á mà đồng hành để gửi đến những gọi là những người khó khăn để có những hộp cơm như thế này, thì em nghĩ là rất là quý. Vì trong cái mùa dịch như thế này rồi có người người ta đi làm công việc bị gọi là bị ngừng lại không có đi làm, thì có một buổi trưa cái này cũng làm cho họ cảm thấy ấm lòng nữa cả nhà. Thì không biết nói gì hơn, thì em thay mặt những hoàn cảnh khó khăn mà mấy đợt trước á thì anh chị đồng hành cùng em, thì cái đó là em tự đi chợ, em mua thịt, mua sườn, mua bì, thì cái đó là em đi chợ bên ngoài, thì em cũng thay mặt những gọi là những người cơ nhỡ và những người khó khăn cảm ơn anh chị. Mà trong đây hình như là kỳ này là có em cảm ơn rất là nhiều nữa, vì cô này là cô của Nhâm Tấn Cường và Hùng Lý đang gọi là hoạt động buôn bán về cái khô này nha cả nhà nha. Vì vậy là em không quên, em và Nhâm Tấn Cường không quên là cảm ơn anh chị đã thời gian qua mấy ngày qua đã ủng hộ tụi em để tụi em có những gọi là một chút gì đó để kinh phí để trang trải cuộc sống. Đặc biệt em nói thật sự là đặc biệt là em Nhâm Tấn Cường, vì mọi người biết á, nếu mà thật sự là nếu không có mùa dịch này chắc có lẽ là Hùng Lý không có cái tên Hùng Lý chắc không có buôn bán online đâu, thật sự mà nói như vậy luôn á. Nhưng mà vì
Hùng Lý để em Nhâm Tấn Cường mà bán một mình á thì em sẽ không có sắp xếp được, vì khô phải kêu nè, rồi sáng là phải giao, phải cân số ký, em nhận, tại tất cả là đều là em nhận hết. Rồi em Nhâm Tấn Cường là chỉ có gọi là trách nhiệm là đi giao phụ em và đi thâu tiền, tại vì những cái điều này là em phải gọi là tất cả phải gánh vác hết. Vì vậy là em nghĩ là nếu không có em thì em Nhâm Tấn Cường sẽ giống như là bị trên bên á, sẽ không có thể là buôn bán được một mình. Vì vậy là em muốn chung tay với Nhâm Tấn Cường để em ấy có cái động lực đó. Vì vậy chứ mọi người biết là bất cứ buôn bán cái gì ra hay làm ăn một cái gì á, nhất là trên YouTube, em nói thật sự á, không tránh khỏi những cái lời ra tiếng vào. Và những cái người thật sự, em cũng nói thật sự luôn, những người quen với mình luôn, nhưng mà khi ra mình buôn bán cái gì ra sẽ có cái sự đố kỵ, nên là em phải đấu tranh tư tưởng. Tại vì đó với em là em rất là mệt mỏi ở những cái câu lời ra tiếng vào, em không muốn, nhưng vì em nghĩ là mình làm đúng thì mình không có gì phải sợ hết trơn đó. Và hiện tại bây giờ mình đang cố gắng để gọi là lôi kéo các em mình, để các em mình buôn bán để có cái thu nhập trong cái mùa dịch này mà các em không đi làm. Vì vậy là cũng không quên cảm ơn các anh chị mấy ngày qua đã luôn ủng hộ khô của em và Nhâm Tấn Cường. Và đặc biệt hôm nay thì hai anh lại phát tâm ủng hộ khô để cho em làm các phần cơm yêu thương này để gửi đến cho những hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn các anh rất là nhiều. Thì bây giờ cả nhà mình vào đây xem nè, chuẩn bị là cái hộp cơm cho cả nhà một dọc nè. Nhưng mà cái này là nhìn không có ngon, là lý do là em không có bỏ đậu que lên đâu, em bỏ đậu que riêng nha cả nhà nha. Đó. Chị Giàu hợp khô hình như mình làm đỡ cực hơn là cái sườn rồi hả chị Giàu hả? Vì lý do là nó cũng nhanh gọn hả chị Giàu hả? Ừ. Khô mình chỉ có rửa lại mình để ráo xong mình chiên. Với lại đặc biệt vậy đấy rồi à, là thí dụ như em làm sườn với lại bì đi, chị Giàu cực hơn là chị Giàu phải đi chợ nha cả nhà. Phải đi chợ trước một ngày nè, rồi để ướp thịt cho thịt thấm nha cả nhà. Còn khô này thì là người ta giao lại thôi, là chị Giàu với em Tèo rồi cắt ra này nọ rồi chiên lên thôi thì nó cũng sẽ đỡ hơn. Nè Tèo ơi, em còn như là sườn là buộc lòng chị Giàu phải về, chị Giàu ướp nè rồi đó ha. Chị Giàu về rồi chị Giàu phải gọi là đi chợ đi búa đồ này nọ thì nó cũng khó khăn hơn cái này. Cái này chị Giàu chỉ đi chợ ít thôi nó cũng đỡ hơn. Thì bây giờ là mọi người đã thấy cái thành phẩm như thế này rồi thì thôi nha, thì em sẽ gửi cho cả nhà mình một cái clip, gọi là lúc nào làm em cũng gửi cho mọi người cái clip trước, cái lúc tụi em làm, cái lúc gọi là đang cái khâu chuẩn bị như thế nào nha cả nhà. Thì bây giờ có cái clip rồi, thì cái clip này công chiếu xong thì em sẽ trực tiếp đang phát cơm nha cả nhà nha. Mà hôm bữa giờ á, buổi sáng thì phát rất là đắt luôn, hôm nay phát buổi trưa thì em không biết như thế nào. Bây giờ mình phải thử thách buổi trưa một lần đi để coi như thế nào. Dạ. Thế thôi cả nhà nha, và chúc cho cả nhà mình một buổi sáng vui vẻ, một buổi trưa an lành và một buổi tối hạnh phúc. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều.